kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài sấm kim cổ kỳ quan tiên tri thế chiến ba tận thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau đi lộn vòng mé biển cù lao lộn đi lộn lại cũng tao với mày mắc nợ đời phải nói cù nhảy đánh dần đánh mẹo nói dày nói mai. Mặc ý ai 12 người thế? Chí cả anh hùng lập kế làm sao? Chín phương trời mấy bực thấp cao. Thập phương hội Phật soi sao có trần. Rắn lộn đầu chuyển động tâm thần. Nhật nguyệt biến mất phong thần khởi ra. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha. Ngặt tỉnh ma bắt con ma chẳng còn. Lở nhà ngói lở quán Sài Gòn. Lở chồng lở vợ lở còn quá lâu lở ông xã cũng lở ông câu, lở trang trí huệ lở đâu lở hoài, lở rạch hẹp cũng lở sông dài, lở qua tây điện lở tài trí mưu, hại nhân nhơn hại kỳ thời hưu, hại đường thiện ác oan vu đáo đầu, nhân chi bì hà tất chi cầu, cớ sao đem dạ lập lầu treo chuông, nghĩ càng đau lụy ứa uông uông, thiết tha trong dạ lụy tuôn ra ngoài. Kim cổ kỳ quan 23 phần 46 24 trên 47 ông Ba Nguyễn Văn Thới viết 1915. Lời bình, câu sấm, đánh dần đánh mẹo nói dày nói mai, tiên tri hai mặt trận khởi đầu thế chiến ba. Cùng tử đánh dần ám chỉ chiến tranh Âu Châu bùng nổ năm nhâm dần 2022. Nga mở chiến dịch hành quân đặc biệt đánh Ukraine, gây cảnh tang thương, thành phố sụp đổ hoang tàn. Người chết ngổn ngang, khủng hoảng dầu khí, suy thoái kinh tế lạm phát ạt ảo, vật giá gia tăng, đói khổ tràn lan, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn. Cụm từ đánh mẹo ám chỉ chiến tranh Trung Đông Israel Hamas năm quý mão 2023, gây ra chết chóc kinh hoàng, người chết không kịp chôn, thầy chất chồng đống, mùi tử khí sông ngút trời, binh lửa nổi dậy khắp nơi, kỳ nghệ dầu khí tê kiệt, kinh tế kiệt quệ, xã hội rối loạn càng thảm não liên tiếp hai năm liền dân mẹo 2022 đến 2023, bùng nổ hai cuộc chiến khốc liệt, một ở Âu Châu, một ở Trung Đông, hai nguồn dầu khí lớn bị bế tắt, toàn cầu khổ não, nhơn loại lầm than. Và cũng trong hai năm dần mẹo liên tiếp, nhơn loại gánh đại họa kép chiến tranh trên hai mặt trận vô cùng khốc liệt, tăng thương não sầu, ông Ba Thới tiết lộ như sau. Rắn lộn đầu chuyển động tâm thần nhật nguyệt biến mất phong thần khởi ra. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tỉnh ma bắt con ma chăng còn. Lở nhà ngói lở quán Sài Gòn, lở chồng lở vợ lở còn quá lâu, lở ông xã cũng lở ông câu. Lở trang trí huệ lở đâu lở hoài, lở rạch hẹp cũng lở sông dài, lở qua tây đi ệ lở tài trí mưu, hại nhân nhân hại kỳ thời hưu, hại đường thiện ác oan vu đáo đầu nhơn chi bì hà tất chi cầu cớ sao đem dạ lập lầu treo chuông nghĩ càng đau lụy ứa uông uông thiết tha trong dạ lụy tuôn ra ngoài sau hai trận chiến âu châu và trung đông sẽ tới trận chiến á đông ông ba thới tiên tri như sau đạo nào tránh thời đạo làm đầu đạo nào bất tránh qua cầu diêm vương sáu ngả quỷ tăng hội nhà thương ba đường tội phước âm dương trung trần thánh minh thánh thần tự minh thần, xem trong Nam Việt họa gần phước xa. Phật hữu Phật sao lại nói ma, ma ma cho đó mới ra đối này. Châu Nhật Bổ Nam Việt bắt cày, gây gò chó sủa hàng ngày sủa dài, thấy người ta ta lại tưởng ai. Ngậm ngùi sự thế phân hai Phật trời. Bảy việc hại ba việc lợi đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Kim cổ kỳ quan bảy phần mười bốn ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ. Kiểng Long Châu sau có hai hồ, trời xanh giúp vững cơ đồ hớn bang, Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung cang tâm tình, việc trước lo lo trước một mình. Nhìn sau ít kẻ nhất tình lo âu, giếng bồi cạn trí dốc đảo sâu, thả trà như cá để sau độ ngày châu của trệt An Nam Bắc Cải. Khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đao. Kim cổ kỳ quan 17 phần 33, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình, thuật ngữ châu ám chỉ bộ máy quốc phòng quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh. Thuật ngữ bắt cải có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh, dùng bộ. Máy quân đội châu đánh nhau, nghĩa là vì vị trí địa chính trị của Việt Nam trên Biển Đông hai nước Tàu và Nhật sẽ đối đầu một mất một còn châu Nhật bổn châu của Trệt. Cả hai nước Nhật và Tàu Trệt phải gây ra chiến tranh bắt cày, vì Nhật và Tàu tranh giành vị trí địa chính trị vùng biển Thái Bình Dương bao quanh quần đảo Senkaku, và đặc biệt Biển Đông có chữ lượng dầu khí quá lớn. Đồng thời, Biển Đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn Biển Đông, nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật phải gây ra chiến tranh tận thế chết bảy còn ba. Thuở xưa là giặc ô xào, bây giờ là giặc nhật tàu tranh đương, Xám giảng người đời quyền chín sư vái bán khoai viết năm 1901. Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ, khi tàu đánh Nhật, ắt là Mỹ sẽ tham chiến đánh phù đầu nước tàu bằng vũ khí nguyên tử xóa sổ Bắc Kinh và lãnh tụ nước tàu chết bể ghe, tới hội này thấy việc bể ghe. Khuyên lòng bá tánh trồng che đương bổ vì thiên cơ bất khả lộ nên ông ba thới không nói thẳng phải dương đông kích tây nói cái này để ám chỉ cái kia ý tại ngôn ngoại phải dụng phương tiện nói mẹo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ghe cầu sấm tới hội này thấy việc bể ghe cụm từ bể ghe ám chỉ bể bình tức là ám chỉ ông tập giặc tàu chết khi trận chiến biển đông bùng nổ đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể tàu ám chỉ nước tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử trong trận Á Đông. Cầu sấm, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, cụm từ trồng tre đương bổ, nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa, trước khi gieo mạ cấy lúa thì phải sớm lo trồng tre đương bổ để vựa lúa, cũng như người đạo phải lo xa, phải gấp tu hành ăn chay, niệm Phật, làm lành, phải lo xa tích chữ phước đức mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Vậy khi nào thấy sắp xảy ra sự cố bể ghe thì bá tánh hãy mau gấp rút tu hành trường phước đức mới mong sống sót qua màn sàng lọc kỳ này. Tới hội này thấy việc bê ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ. Trong trận chiến biển đông chống giặc tàu cứu nước, chết chóc kinh hoàng, cuộc biến thiên trời long đất lở thế chiến ba tận thế hội Long Hoa chúng sanh muốn thoát qua cuộc lọc lược sàng sẩy chết bảy còn ba, muốn lên sống an vui đời thượng nguồn thánh đức, thì hãy nghe lời khuyên của ông ba, gấp rút tu hành, giữ chọn đạo hiếu chung, làm lành lánh giữ, lòng luôn tưởng nhớ Phật trời, siêng đọc kinh niệm sáu chữ lục tự di đà. Đường gian nan dễ giấu khó bày, căm hờn tàu tặc hại dày nam ban, tiểu nhân thắng quân tử thối nan, quân tử đức thắng tiểu nhân an hòa trí tham vui thánh đạo di đà khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh kiểng nào vui trời phật tinh minh tiên thần lạc trí quảng thinh tổ đường chớ tham chi tánh bạo tâm cường ngủ mê một giấc quên đường phật tiên vui say chi việc thế chẳng yên tham vui một thuở sầu riêng nhiều ngày khổ thấy khổ tránh khổ sao tài càng cao danh vọng càng dày gian nan thấy việc khổ gở khổ mới an bực nào bằng bực dầu sang Phật trời, đất trang trang trải gót sáng ngời, đền đài cổ tự lập đời hiển vang. Kim cổ kỳ quan 8 phần 15, ông Ba Thới viết năm 1915. Sydney, ngày 17 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.